Mưa xong là nắng. Đi thẳng đến các nhà ăn luôn. Và chắc là thế thôi. Khu du lịch tâm linh Tam Trúc, một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới hiện nay. Và thứ hai là chiều nay chúng ta sẽ di chuyển đến một trong những ngôi chùa nhỏ nhưng rất đẹp, thơ mộng về cảnh. Đó là chùa Bùng, hay còn gọi là chùa Địa Tạng Phi Lai. Đó, nó đều nằm ở Hà Nam hết anh chị nhé. Từ đây mình sẽ di chuyển khoảng gần 70 cây, nhà mình sẽ đến với chùa Địa Tạng Phi Lai. Anh chị nhà mình đã ăn sáng chưa? Chưa, thả là yếu thế. Anh chị nhà mình có đi bộ được nhiều không? Dạ. Anh chị nhà mình có đi bộ được nhiều không ạ? Thôi, thì, Tết vừa rồi chúng ta ăn nhiều thịt gà bánh chưng rồi. Đây là một hành trình để làm sao vận động một chút. Chúng ta sẽ di chuyển. Ở Tam Trúc này thì không phải di chuyển nhiều đâu. Anh chị nào đã đi chùa Bái Đính rồi, đã đi Yên Tử rồi thì Tam Trúc này rất nhẹ nhàng. Đó, có hệ thống bậc thang. Nhưng mà duy chỉ anh chị nào lên chùa Ngọc. Của nhà Phật để làm sao đầu xuân cho may mắn thuận lợi. Vâng, và vào đến Phật đấy, thời tiết là nắng đẹp lên hẳn đúng không ạ? Cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Đi thẳng. Tết này về căng kinh khủng, căng cực luôn. Thì đầy nhưng mà chúng là cái kén. Kén gì anh? Chúng nó kén đi, em kén gì? Chúng cứ thả cả công ty đi. Thả gì là 20 người được. Chết. Không phải no. Các cụ đã dặn rồi. Gái cơ quan không được. Chỉ có các cơ quan ngành hóa khác, ngành hóa thì đây nó vẽ được kiểu này không, tất cả phải đi qua đây rồi thế là biết là nội dung này đi qua đây đúng không? Cầu phao luôn. Thank you.
Giữ không 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 chốc không có cái mà ăn đâu. Ừ, đấy là người ta bảo thế. Yeah, I need to get my suit down.
Chùa đẹp thật. Xe điện. Điện sẽ đưa nhà mình từ bên này đi một vòng để ra bên kia, ra ô tô. Nên anh chị không quay lại bến thuyền này nhé. Mình chỉ đi thuyền một lần thôi, lát nó về là đi xe điện. Đó. Đi là... kinh. Cả nhà ơi, xem mình đã chụp một bức ảnh với vác thùng bia đấy em ơi.
To thật. Gỗ. Đây là tầng 2 nhỉ? Tầng 4 mới được ăn à? Chán thật. Đâu iPhone 14 Pro Max đâu, quay đi xem nào, xem có nét không. Cảnh này đẹp này gì nữa. Sao mà đấy? Đi chiêm bái hết.
Lại đi